Xin chào tất cả mọi người, em là Tình Hàng Bãi ở tại Con Tum anh chị em nhé. Nay lên cho anh chị em một con bếp từ này. Đấy, con này là Panasonic KZKG22PP KZKG22PP nhé. Rồi, con này thì hai bên đều 3kW. Đấy, con này bếp từ dương anh chị em nhé. Đây cho anh chị em biết con bếp từ dương nhé. Con này thì zin toàn tập. Đấy, con này thì zin toàn tập nhé. Chưa sơn lại luôn. Đấy, chưa sơn lại thành vách nhá. Nguyên zin như thế này luôn nhá, để lại nguyên zin nhá. Con này thì để nguyên zin này. Bình thường thì sẽ tỉa lại cho nó đẹp thôi. Cái con này nguyên zin. Đấy, còn mấy chỗ chài này. Đó, em để nguyên zin nhá. Đó. Rồi, thì con này á là hai bên 3kW. Hai bên 3kW anh chị em nhá. Hai bên 3kW. Đó, hai bên 3kW, một bên ô metan nhá. Đấy, bên này có ô metan, còn hai bên là từ. Đấy, đều 3kW. Con này nấu thì cực kỳ nhanh luôn. Lò nướng thì con này leng keng luôn. Anh chị em xem này. Con này lò đẹp leng keng luôn này. Đó, con này thì không thể chê cái lò này tí nào này. Đấy, cái lò này thì đẹp lắm. Đó. Đây. Con này thì quá là ok rồi. Rồi, em sẽ test cho anh chị em xem luôn. Con này thì màn hình màu nhá. À, màn hình sáng nhá, màn hình LED nhá. Test bên này trước này. Đây là nút nguồn này, bật nút nguồn ở đây này. Đây, bên đây thì anh chị em nhấn vào đây. Đây là nấu nước này, còn chế độ bên đây là chế độ chiên xào nhá, đều hai bếp đều có luôn. Đó. Còn đây là hẹn cộng trừ, hẹn giờ. Đấy chắc chả bao giờ xài luôn. Ninh cái gì thì xài cái đó thôi. Đó, bình thường em để sẽ chỉ để mức 8 như thế này thôi nhá. Chứ không lên mức 3kW nhá. Bình thường nấu cái gì thịt nhanh thì mới nấu 3kW thôi. Còn cái bình thường cái của em đây nó có ít nước đây thì nó sôi ngay à. À, cực kỳ nhanh sôi nha anh chị em nhá. Viền chạy viền chỉ đó rất đẹp nhá. Đây, bếp đây cho anh chị em xem này. Con này thì ngoại hình thì còn nét rồi, không phải lăn tăn rồi. Bỏ ra tiền con này mua thì xứng đáng luôn. Lò này. Đây là lò này. Không, đây chứ. Đây là hệ các chế độ lò này. Bấm vào đây mới là nấu này. Đó, lò chạy bình thường, tất cả chạy bình thường anh chị em nhé. Rồi. Thì đây là sơ lược với con bếp Panasonic KZKG22PP. Thì con này á thì là màn hình LED như thế này anh chị em nhé. Con này em bán giá cho anh chị em là giá là bảo hành 6 tháng là 9 triệu. Còn giá mà anh chị em không mua bảo hành là 8 triệu rưỡi anh chị em nhé. Không lấy bảo hành. Đó. Không lấy bảo hành thì em bán cho anh chị em 8 triệu rưỡi nhá. Bếp giờ rất là đắt. Đấy. Và con này á có một bên Ometa này thì nấu được tất cả các loại nồi bằng kim loại. Nhưng mà anh chị em hạn chế nấu nhá. Nấu cái nồi từ thì cứ nấu cái nồi từ thôi. Còn những cái nồi mà bắt từ kém đó thì hạn chế nấu thôi. Bởi vì rất là hại bếp. Đấy, nó sẽ nóng bề mặt rất là nhiều. Rồi. Thì những con này ấy, em bán giá là 9 triệu, không lấy bảo hành là 8 triệu rưỡi. Đã bao gồm phí ship toàn quốc cho anh chị em nhé. Đã bao gồm phí ship toàn quốc cho anh chị em. Hiện tại thì giá ga rất là cao. Cái giá ga hiện tại bây giờ là 500 nghìn một bình. Thì anh chị em mua con này thì là mất khoảng mua con bếp này so với bếp ga. Bếp ga bây giờ nếu bếp VIP thì cũng phải tầm 6-7 triệu rồi. Thì chưa nói. Còn đây là con này cũng thuộc phân khúc là VIP VIP rồi. Đó, anh chị em xài vô tư rồi. Một tháng con này chỉ xài hết tầm khoảng 100 đến 120 nghìn tiền điện thôi nhé. 100 đến 120 nghìn tiền điện nấu liên tục. Đó, không tốn nhiều đâu. Thì anh chị em tính về bài toán kinh tế nhé. Và dùng con này rất là sang. Bếp này bếp dương. Đó, rồi anh chị em nào có nhu cầu thì alo em nhé. Số điện thoại để phần tiêu đề video. Anh chị em nào mua con này thì đặt cọc giúp em 500 đến 1 triệu rồi em chuyển bếp ra anh chị em nhận hàng trả tiền nốt nhé. Đó, con này thì rất là ok rồi. Hàng còn rất là đẹp. Con này thì nội thất bên trong thì mới nào là VIP nữa cơ. Anh chị em về có thể tháo ra thăm bếp nhé. Bên trong rất là đẹp. Đó. Rồi, cảm ơn tất cả anh chị em đã xem video của em. Nhớ cho em xin một like, đăng ký kênh, ủng hộ nhé.